người đời vẫn luôn chê bai, dù người đời mỉa mai không hay, nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi yêu tôi qua từng nỗi buồn, và tôi thương tôi nghe bao tiếng chê cười. Cuộc đời này có ai thương ta, hay chỉ là những câu nói ba hoa? Nhưng riêng tôi vẫn mãi yêu người. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng yêu đời, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai xóa đi được. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng hy vọng, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai biết được đâu. Bề đi dân tớ sang chơi nhà mình. Ôi à, anh này, té em bây giờ. Tớ làm cái gì không biết. Em, mẹ với cả nhà đi vắng hết rồi. Hôm nay cả nhà này chính là tổ ấm của hai đứa mình, em có thích không? Thích. Buông bỏ được gánh nặng chồng chất trên vai bao nhiêu năm qua, bây giờ em thấy hạnh phúc quá. Hạnh phúc đang ở trong tay em nè. Miễn là em đừng buông tay thì hạnh phúc đó sẽ mãi mãi ở bên em. Em à, bữa nay hai đứa mình chơi trò vợ chồng nhé. Nói nhảm quá à. Ghét, em đi về. Thôi đừng có buông tay, hạnh phúc chạy mất bây giờ. Lâu nay hai đứa mình đều bận rộn cả, không có thời gian dành cho nhau. Không mấy bữa nay tụi mình giả bộ thôi, chơi trò vợ chồng với nhau. Anh sẽ cho em thấy em là bà xã hạnh phúc nhất trên đời này. Em hứa là cả ngày hôm nay dành cho anh, không có được nuốt lời nghe nhỏ. Xảy ra với mình. Làm sao bây giờ? Ba, con có chuyện muốn nói với ba một chút. Có chuyện gì mà ba thấy con xanh xao quá vậy? Con không khỏe chút thôi à. Ủa, sao ba không làm việc ở phòng khách đi ba? Ba dọn qua đây làm gì vậy? Ở đây yên tĩnh hơn, đỡ bị người khác quấy rầy. Ba tưởng dọn qua đây á thì cô Dạ Khê không biết hay sao? Ủa, Dạ Khê biết ba ở đây luôn rồi hả? Tất nhiên là biết rồi. Nhưng mà cổ biết ngày xưa chỗ này á làm tang lễ cho má, cổ sợ ma nên không có dám tới. Cũng còn may cho ba. Ba, ba có thể nói với bác Bảo Tuấn là cho con với anh Kinh Long cưới nhau được không? Sao con lại đề cập tới chuyện này? Không phải là con với Kinh Long đã chia tay nhau từ lâu rồi sao? Thật ra thì bây giờ anh Kinh Long đã chia tay với con Tơ rồi. Ảnh rất là đau khổ. Con muốn dùng hôn nhân của mình để xoa dịu vết thương cho anh ấy.
Con đừng có nghĩ rằng là ba không biết chuyện. Nếu Kinh Long qua đây xin ba cưới con thì ba sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà ba không thể bắt ép Bảo Tuấn buộc Kinh Long phải cưới con. Ba rất là ích kỷ. Khi ba yêu bà sáu mặt sầu, ba làm tất cả cho tình yêu của ba. Còn chuyện tình cảm của con, ba không thèm để ý đến gì hết. Được rồi, con sẽ tự tìm cách để có được tình yêu của mình. Đúng là mình đã làm tất cả vì sáu, nhưng người ta có chú ý tới mình đâu. Anh coi thử mẫu hộp vậy được không? Viên phấn nũ nha, sẽ là hình tròn, dẹp để vừa với khung hộp. Ở phía trên á thì có kính soi mặt để trang điểm nữa, được không? Anh thấy ý tưởng này cũng hay đó, nhưng mà em giải thấy ghê quá. Bây giờ em nói cái ý của em làm sao đi, rồi anh phát thảo cho. Em muốn á là phấn được đặt trong những chiếc hộp thật là sang trọng và tiện lợi, nhỏ gọn thôi, giống như là sản phẩm của nước ngoài á. Nhưng mà thiết kế là phải mang đậm tính chất cung đình Việt Nam. Anh thấy cái vụ này hơi khó đó. Được rồi, để anh thử coi. Ừ. Alo, chị nè. Có chuyện gì vậy? Chị dậy liền nha. Thiên Minh tới nhà dì Tư để tìm em, để em về em gặp nó một chút. Để anh đi với em cho. Thôi, anh lo phát thảo cho em cho xong đi. Lát em trở lại là phải nộp đủ đó nghe chưa. Em đi xe cẩn thận nha. Ừ. Hồi nhỏ chị hai con cực lắm. Nhiều khi trong nhà ba má không bắt con làm gì hết. Nhiều lúc con thương chị hai muốn phụ mà ba má không có cho. Ba còn nói là con gái thì phải làm hết mọi chuyện trong nhà. Mấy lần ba còn bắt chị hai bỏ học mà chị không có chịu, nên ba còn cứ kiếm chuyện để đánh chị hoài à. Dì xin lỗi cho dì chửi tiếng nha. Đồ có giống quỷ chứ phải giống người nữa. Kể tiếp đi. Con kể tiếp đi. Làm sao con Tơ tiếp tục đi học được? Hồi nhỏ chị đi bán báo. Lớn lên một chút chị đi làm mướn cho người ta. Tối thì ngồi bán khoai, còn ngày lễ thì đi bán bong bóng. Chẳng những chị hai đủ tiền học tới đại học mà sau này chị còn cho tiền con đóng học phí nữa. Chị hai mới khỏe được sau này, vậy mà ba con nỡ lòng nào lấy mất công ty của chị nữa. Con phản đối mà không có được. Rồi con có biết Tơ không phải là chị ruột của con không? Cái đó con biết lâu rồi mà con không dám nói. Con sợ chị buồn. Không về chị còn biết trước hơn cả con nữa. Nhưng mà làm sao con biết Tơ không phải là chị ruột của con? Lần đó con nghe ba con nói với má con, chị hai không phải là con ruột mà cho đi học làm gì. Sau đó con mới hỏi má con, thì má kể hồi nhỏ ba má lụm được chị hai. Trên tay chị hai có đeo một cái vòng màu đỏ. Vòng đeo tay màu đỏ. Tại sao? Tại sao lại có chuyện trùng hợp đó chứ vậy? Không lẽ không. Phải hỏi cho rõ ràng chuyện này mới được. Má con còn nói gì nữa không? Dạ không. Má cấm con nói chuyện này với chị hai. À,
Không lẽ cửu quyền thất tổ phù hộ đem con gái trả cho mình mà mình không biết sao? Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Con à, chị hai, hai ơi, hai không về nhà nữa làm em buồn lắm á. Bộ hai không còn thương em nữa sao? Nói bậy bạ gì vậy? Thôi ngồi xuống đây, hai chị em ngồi xuống đây rồi từ từ nói chuyện nha. Tội nghiệp người lớn làm khổ hai đứa nhỏ. Ủa chị Tư làm gì vậy? Dì thấy cái gì dính trên tóc rồi dì nhổ cho con. Bây giờ hai đứa ngồi đây chơi canh nhà giùm dì nghe. Dì đi công chuyện một lát rồi quay về liền. Dạ. Dì về liền nghe con. Dạ. Từ nhỏ hai chị em mình đã lớn lên bên nhau, lúc nào hai cũng coi em như là em trai ruột của hai hết. Hai mà không thương em á thì còn thương ai được nữa chứ. Bà má đối xử rất tệ với chị, em ghét bà má lắm. Nín, con trai lớn rồi mà sao khóc, nhõng nhẽo quá chỗ nào xét nghiệm ADN không? Con qua chở gì đi đi nha. Hôm nay bà nấu cái gì vậy? Bà nấu cho ba con, lát tối về ba con ăn cơm. Bữa nay bà toàn nấu mấy món ba con thích không á. Ba con thích ăn mấy món này hả bà? Ừ. Con cũng thích, bà nấu ăn ngon lắm đó. Lát tối ba con về á, con nhớ hỏi ba coi là mấy món này có ngon không nha. Dạ. Sao bà không hỏi ba con? Lại đây với bà, bà có chuyện, bữa nay bà phải về sớm. Bình, con nghe bà dặn nè, Bình ở nhà phải ngoan nha. Dạ. Nhớ nghe lời má nghe không? Dạ. Ăn cơm là phải nhai nhanh, không có ngậm nghe chưa? Dạ. Sáng phải dậy sớm đi học. Dạ. Không có ngủ nướng nghe không con? Dạ. Sao? Con. Sao má? Sao mẹ lại ở đây? Bà Sáu là ô xin nhà mình đó ba. Con lên lầu coi tivi đi, lát nữa mẹ về
Ba kêu con xuống ăn cơm. Dạ. Mẹ ngồi đi. Con nghe vợ con khoe mới mướn được ô sin rất đàng hoàng, ai ngờ lại là má. Cường ơi, ba với má ly dị nhau rồi. Con biết. Con còn biết ba bị người tình lừa mất căn nhà. Hiện giờ hai người đang thương kiện nhau để đòi tài sản, nhưng con không quan tâm. Có một người cha như vậy thì ngoài việc đưa tiền để trả hiếu, con không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Bộ má làm con xấu hổ lắm hả Cường? Má rất thương con, và con cũng rất thương má. Nhưng gia đình vợ con là gia đình danh gia vọng tộc má. Tất cả những gì con có hôm nay đều là nhờ vợ, nhà vợ con cho hết. Nếu bây giờ họ biết con nói dối họ và má của con là một ô sin thì con sẽ mất tất cả má. Má, má hy sinh để nuôi con ăn học thành tài. Má hãy hy sinh cho con một lần nữa nha má. Chính lâu ra mi ác nữa đi. Mà ơi, tội nghiệp con gái người ta chưa. Chuyện xảy ra như vừa. Thôi bây giờ cưỡi đi, cưỡi con đi đi. Tôi còn em tìm yêu ba tính mẹ cũng được. Không ai, không ai, không ai biết được đâu. Gì đi? Tôi yêu tôi quá từng nỗi buồn. Má nói gì đi mà? Sao bà ngồi im nữa? Thôi được rồi. Thôi để nghe Kinh Long phát biểu đi. Kinh Long, nói đi. Đêm qua con ngủ cả đêm, không biết chị đâu mà nói hay nổi. Anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy hả? Anh nói chuyện vô trách nhiệm gì mà nói được hả? Dạ. Anh Long, tôi nghĩ là chị dừng lại ở đây được rồi đó. Đừng để câu chuyện đi quá xa. Và nếu được làm rõ ra đó, người mất mặt là chị đó.